Hello, tôi xin chào cả nhà, đó là kênh của Tiền nha. Thì sáng nay Tiền quay ngay điện thoại buổi sáng cho cả nhà xem nè. Thì sáng nay Tiền tưới nước thì xả phân lại nha các bạn. Cây của Tiền thì nay nụ nó lên đều lắm rồi các bạn. Cái này chừng 2-3 ngày nữa là nó nhú lên nè. Nên còn hơi nhỏ xíu. Thì sáng ngày Tiền cho cái nào mà nó có chèo nách Tiền lặt hết các bạn. Lặt 2-3 cái chèo trên á. Mấy ngày trước các bạn thấy nó nhỏ xíu à. Rồi bữa nay nó nhóng nhóng lên chút rồi nè, lại chậu này nè. Còn chậu bên đây thì nó cao nè các bạn. Số cao à, bữa thì cũng lập mấy cái chậu nách hết rồi. Nụ này to rồi nè. Còn chiều cũng lặt chừng 2-3 cái chậu trên các bạn. Mình để hồng hờ lấy nó có bị điếc. Con này cứ ăn thì nó lấy mình ngắt cái chậu đó mình bỏ rồi. Còn chèo mà nó lên cho kịp. Một hai chèo cái này gần quá mình ngắt bỏ đi. Bữa tiền tưởng là cái này nó bị điếc mà không có bị, các bạn không có bị thì mình ngắt mình chừa, ngắt hai, nói chung là ngắt 2-3 cái chèo trên thôi, dưới là mình chừa lại cho nó có hoa sau này nó không nể tàn hay là nó nở bự, cái mấy nhỏ nhỏ lên nó cũng đẹp lắm các bạn. Mình trồng nhà mà kệ nó cho nhà xem. Nay nụ thì nó lên đều rồi các bạn nè. Cái này nó xé cán nhỏ rồi nè, thì cũng chuẩn bị nè. Nói chung năm nay tiền trồng thì cái tàn không có bự, nhưng mà nói chung mà nụ nó vô đều hết thì cũng rất là mừng các bạn. Mình có nụ hết rồi, sâu rồi cũng trị rồi, sâu với bỏ trĩ rồi cũng trị rồi dữ lắm các bạn. Mua cũng mấy bịch thuốc sâu luôn á, mấy đợt sau rồi phun sâu giá bùa. Thì bữa tiền có chia sẻ các bạn đó, các bạn đừng sợ nó, nếu mà xịt quả nó không chết. Cái này là nó mấy cái lá cũ thì ngắt cho nó đẹp các bạn, chứ này nó chết queo hết trơn à. Này nó xé kén nha các bạn. Có thì quay cái nhà xem, cái nụ này nó to ghê luôn nè. Giờ nó xé kén nha. Rồi bên đây là chuẩn bị gần nở rồi nè các bạn. Khoảng 2-3 ngày nữa là bắt đầu nó chạy rìa đó. Bên đây cũng rất là to luôn à. Có một số thì còn yếu nha các bạn, yếu còn hơi nhỏ. Thì sáng nay tiền tưới ra chứ nó thì xả phân lại. Giờ nụ nó to rồi thì nói chung là tiền nước tưới đủ nước cho nó rồi, chứ không có cho nó héo nhiều các bạn. Cả này thì tết kịp mà không có sợ trễ đâu các bạn. Những cái nụ nào mà còn nhỏ thì sợ hơi, chứ mà nó ra khỏi cái lá đài nè là rất là nhanh luôn. Cái này hôm bữa thứ ba các bạn, bữa thứ ba tiền quay ở nhà xem là nó có bé xí vậy nè, ngói mới có 4-5 ngày mà nó cao lên vậy rồi nè, rất là nhanh luôn á. Coi nhà xem kìa, nhanh sợ luôn. Nó to to rồi, người tiền con mới như kêu cũ trước. Bên nhà xem nó nhỏ xíu à. Bữa nay nó to to thì cũng rất là mừng luôn các bạn. Nói chung nhanh lắm, nắng là nhanh lắm. Bữa nay tiền tưới đủ nước thì không có bỏ héo, hôm bữa thì có héo là có 2-3 bữa à. Thì nói chung là thì tháng tiền tưới nước hơi ít. Ở trưa héo thì tiền phun cái rồi nó bừng vậy các bạn. Giờ tiền sẽ tưới nước nữa nè. Biết chia sẻ cả nhà cái tưới nước này các bạn, khi mà hoa nó còn vậy thì mình tưới trên mình tưới trên hoa thoải mái cho các bạn, nhưng mà khi mà nó xé kiến, nó chuẩn bị chạy rìa thì các bạn đừng tưới trên hoa nữa. Các bạn tưới vậy thì nó rất là mau nở, và cái cánh hoa nó thì nó rất là mau phai các bạn. Nói chung là nó nhạt á, còn nó chưa có xé cái kén này ra nè, thì mình tưới ở trên trên hoa rất là thoải mái. Thì xé vậy là mình tưới nó rớt nước vô đây nè, nó bao phai màu lắm. Này chuẩn bị ngày hay ngày nó chạy về ra ngoài nó rất là nhanh luôn. Ho rồi. Chút rồi tiền cái chậu này thì tiền tưới dưới gốc. Chậu nào mà nó vậy thì mình cứ tưới trên ngọn thoải mái nè. Hoa ban mai của tiền nè, nay nụ nó cao rồi các bạn, cao nè, có chậu 4 cây, chậu 5 cây rất là tốt luôn. Tiền sẽ tưới nước. Có cái dầu sen nha các bạn. Thì tưới đủ nước cho nó nha, thì không có bỏ héo đâu.
nay mụ nó nhiều rồi, mình bỏ héo rồi đó kìa, là nó cũng thiếu nước cũng lâu lắm. Nói chung là nước nước nó không có mập á các bạn, nó hơi yếu. Mình bỏ nước thì nó mau khác, nó nụ nó mau lên, nhưng mà nó đủ thiếu nước á thì nó hơi nhỏ thôi, không có được đẹp vậy, mình thúc nó mà. Chỗ này thì mình tưới gốc rồi các bạn. Nói chung là chỗ này có hoa to mình tưới dưới gốc, còn không có hoa to mình tưới thoải mái. Từ đang quay cái nhà không, không có chỉnh cái dầu rồi, cái dầu rồi. Chỉnh nhỏ 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 lại. Sáng giờ này tiện tưới hoa cũng 9 giờ mấy rồi các bạn. Nhanh ghê luôn các bạn, mới đây mà nụ nó cao à. Hôm nay là đang mai nữa rồi. Hôm nay nụ cũng nhiều rồi. Có chỗ chảo đỏ rồi, ngày Tết thì mình chung chỗ nào gần thờ chỗ này nó nhỏ hết rồi. Nó tưới nó sụ luôn, sụ lá lại cái dầu nó hơi mạnh. Ướt không? Ướt. Buổi sáng thì cây xanh tốt, nó rất là đẹp luôn các bạn. Chậu này cũng mau ghê luôn các bạn. Cái này thì mình phun nước thì cũng được, nhưng mà mình kỹ chút mình phun ở dưới đó nó coi. Trời ơi mấy nhỏ nó ngắt, ngắt mà ngay cái đọt coi. Trời ơi không thấy. Ngắt cái đọt uổng nghe các bạn. Trời ơi cái cô nương này thiệt chứ. Trời ơi là mẹ lái chèo hết trơn, ngắt như vậy nè. Thua luôn. Thiệt tầm. Quay qua người lại không thấy nó ngắt mà. Mấy bé phải canh các bạn, không canh nữa. Nó ra là nó lặt hết nụ luôn á. Thế quay cái nhà xem. Nhìn nó rõ các bạn, đi quay hơi tối. Nhưng mà nhìn nó chạy đều các bạn, đừng tưới hoa nha. Tưới hoa là nó mau khoai, cánh hoa và nó rất là mau cổ sớm luôn. Nói chung mình tưới dưới gốc thì nó an toàn hơn. Nào mà nó chưa có hé màu á. Cái này là nó gần hé màu rồi nè. Nó chưa hé màu mình tưới gần như thế thoải mái. Quay mấy cái khu vườn của Tiền cho cả nhà xem nè. Bên đây thì mới có chưa có vô hết luôn các bạn, còn mấy chậu này nhỏ nhỏ chưa vô nè. Thì cái ngọn nên cũng rất là tốt mà. Qua cũng có tưới cho nó miếng phân nữa. Bắp thì chỗ cờ các bạn. Mà nó trong trọng chậu á, khiêm dưỡng quá hơi bé. Đây hoa hướng dương này cả nhà. Hướng dương này Tiền mua nó không được đẹp các bạn ơi. Cái này loại cánh này nó nhỏ như là cây nhỏ, không phải hướng dương tháp nha các bạn. Hướng dương tháp bạn nhìn là biết liền luôn. Đây sống đời của Tiền thì chỗ có mới cái cây nào đó đỏ thì nhỏ thì bỏ hết à. Mấy chậu này rất là đẹp các bạn. Có cái Tiền dồn lại nữa, chậu Tiền dồn lên cây này thì ớt bỏ một đống luôn. Ớt bị bỏ trĩ nè các bạn. Này ớt trái ngọt, mới mua siêu thị rồi ăn để hai hạt á. Quay nhà cái hồng gà nè. Hồng gà thì không có vô chân luôn, bỏ luôn. Cũng thiếu anh thiếu đất các bạn. Thôi bỏ nó luôn. Cũng được được rồi chứ cái mọng nó không có to các bạn. Nhỏ xíu à. Xíu. Ở đây là hành với cải mình gieo chung, này có salad búp mình chưa có bứng ra nè. Cái salad búp mình gieo này là bứng nào mình trồng muốn to lắm các bạn. Rồi cải ngọt giờ mới nhỏ ăn.
bữa ông mèo nó làm ngã. Tháng tháng mình quay sơ khu vườn cả nhà xem. Sống đời này rất là đẹp các bạn. Nó đẹp ghê. Lâu tàn lắm các bạn. Mình quay cái nhà cây cà pháo nè. Hôm bữa tiền trong cái đống phân này nhiên có lên cây từ tiền tưởng lên cây cà nâu. Đây hả, đó là cây cà pháo các bạn. Lần đầu tiên trồng cây cà pháo luôn, cũng đầy lắm, cũng xịt thuốc cho nó nè, có trái rồi. Đây giống được mấy cây hoa màu gà thì trồng đây, bắp nó cũng có trái rồi nè, mình chắc nhỏ rồi bạn, đất này thiếu vũ. À, quên quay cái nhà nó xem cây mai nữa nha, cây mai to thì không có búp đâu các bạn, nụ không, ý là không có, không có búp mà toàn lá. Không? Nè, hai cây mai nhỏ nè, nhỏ của ông xã anh mua nè, mua cũng lâu rồi, hai ba tháng trước vậy đó. Cây này rất là đẹp, con tiền mới lặn qua nè các bạn, nó bung lụa hết trơn rồi, tiền sợ tổ sớm nó hôm nay là nó bung bung vậy nè, thôi tiền lặt lá luôn, mới lặt ngang qua là bữa 17 này 18 à. Còn cây này thì nó nụ còn nhỏ, còn cây này sao nó bung lụa hết trơn, không dám tưới nước luôn các bạn. Dạ đang khô khô các bạn, tưới một cái là nó phun liền luôn. Cây này chắc nha. Cây này nếu mà sợ trễ mình có thể mình tưới nước các bạn. Cây này là không tưới nước luôn. Này phải được chừng 25 26 mà nó bung vậy thì ngon. Dạ dạ trổ sớm rồi. Hôm nay cũng có một số mai trổ sớm. Video thì ở đây là dài rồi, tiền cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Xin lỗi bạn chảy mình hết tính nó hoa mà nó chạy rìa rồi các bạn, đừng tưới trên hoa, nói chung cũng dễ, còn nó vậy thì mình có thể mình tưới được. Vậy vài bữa cái tân này cũng không tưới đây nữa, này tưới nó mau khi mà nó ra khỏi lá đài rồi các bạn, rất là nhanh luôn và kịp tết chứ các bạn, không có sợ nha. Chừng nào mà nó nhỏ vậy thì mình cắt nước rồi thì nó hơi chậm, mình mới cắt nước đó, còn vậy thì rất là nhanh luôn. Như mấy cái chậu tiền nào mà nó cao cao rồi nhanh lắm các bạn. Chậu nhỏ này hơi chậm nè, nhưng mà cũng phải tưới nước luôn các bạn, nãy mới tỉa lá chèo nè, giờ nó hơi héo héo nè. Thôi tiền xin cúc bây giờ đây nha các bạn, các bạn cái nhà thì cái nhà video sáng nha. Hôm nay tiền trồng mình không thấy khen mình, mà mình trồng mình thấy mình kỳ nhà mình thấy lơ lơ xíu các bạn, nói chung nay có nụ thì rất là mừng thôi. Hôm rồi mấy chậu nhỏ tiền vậy nè bị bò trĩ ha, là nói chung là không có nụ luôn, với lại tiền ướt 30-10-10 á, nói chung là bỏ luôn, không có cái nụ đâu. Bạn cứ 30-10-10 á, trong cái thời gian mà chuẩn bị nó ôm nụ á, là coi như là nụ điếc luôn, không lên luôn các bạn. Nói chung là mình ngắt ngọn xong là mình tưới chừng cỡ hai cử rồi mình không có tưới nữa các bạn, chừng một cử à, nhưng là bỏ luôn á. Tao thấy ba cả nhà video sao nha.